Sau khi các bạn đã được thấy rằng đàn MC đã giải cứu đại ca Si nhưng lại không được. Và cái kết sẽ ra sao đây? Mời các bạn đón xem tập 2 của Người đàn em cứu đại ca. Cứu tao đi mẹ. Cứu. Cứu. Trời đất ơi, không có thằng nào kêu cứu mà. Cứu mình hết. Đại ca, tao không thể cứu được. Tại vì mình phải nhờ đứt lùng bản nó sao? Chắc phải nhờ đứt lùng bản rồi. Đây. Đây rồi. Huy mở được rồi. Đi, đi, đi. Ủa? Nhưng ok, đúng rồi. Đi nào.
Không mời các bạn đón xem phần cấp tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những video khác. Bye bye.